Chào mừng các bạn đến với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 1 thì Haechun của Super Junior và Momo của Twice đã chính thức xác nhận hẹn hò. Và có lẽ thì còn rất nhiều người vẫn chưa biết rõ về mỹ nhân đã chinh phục thành ế Haechun, Momo của Twice. Vậy thì cô nàng này là ai? Nhan sắc, tài năng và gia thế liệu có đáng chú ý? Chúng ta hãy cùng xem nhé! Thứ nhất, nữ idol nhảy đỉnh nhất K-pop hiện tại. Cô nàng Momo sinh năm 1996 tại Nhật Bản, từ năm 3 tuổi đã bắt đầu bộc lộ niềm đam mê và thiên phú của mình với bộ môn nhảy. Cô bé Momo năm nào đã quyết tâm trở thành một ca sĩ và rẽ hướng làm idol K-pop vì yêu thích Lee Hori và Rain. Với tài năng nhảy thần sâu của mình, Momo đã được JYP để mắt đến, trở thành thực tập sinh và cuối cùng là thông qua chương trình Sống Còn để trở thành một mẫu của Twice hiện nay. Khả năng nhảy cực đỉnh của Momo không chỉ được fan K-pop công nhận mà ngay cả huấn luyện viên chuyên nghiệp cũng phải khen ngợi. Huấn luyện viên từng chọn Momo cho vị trí đầu tiên của top 3 nữ idol nhảy tuyệt nhất Gen 3 K-pop bên cạnh Jungha và Chaeyeon của IZONE. Theo vị huấn luyện viên này, Momo có một khả năng kiểm soát cơ thể cực tốt, cô luôn biết cách làm nổi bật các bước vũ đạo cũng như chuyển động cơ thể. Thứ hai, sở hữu nhan sắc ngọt ngào nhưng khi cần thì cũng sexy có thừa. Là một trong ba thành viên người Nhật của Twice, Momo sở hữu những đường nét nhan sắc chuẩn cô gái xứ sở hoa anh đào. Điểm thu hút nhất ở Momo có lẽ là đôi mắt to tròn, cặp má bầu bĩnh và một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Dễ thương là vậy nhưng Momo vẫn hoàn toàn có khả năng biến hóa tùy theo concept của nhóm. Không ít người hâm mộ đã ngạc nhiên khi thấy Momo trở nên sexy cũng vô cùng xuất sắc. Thần thái ma mị thể hiện rõ qua đôi mắt khiến người xem hoàn toàn bị cuốn hút vào vẻ đẹp của Momo. Theo tờ tin tức Famous Star 101 của Mỹ cũng từng công bố, Momo ở vị trí thứ 3 top những gương mặt đẹp nhất 2018. Điều đáng nói là cô đã vượt qua loạt tường thành nhan sắc K-pop như là Yuna, Suzy hay là Suli để trở thành nữ idol đẹp nhất thế giới theo tờ tin tức này. Thứ 3, xuất thân danh giá, giàu có. Trong Twice có đến 4 cô nàng có xuất thân và hàng châm Anh thế Việt và Momo chính là một trong số đó. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao với bố từng là cầu thủ của đội bóng Mỹ. Sau này khi giải nghệ, bố của Momo đã đi theo một ngành nghề khác. Hiện nay ông là trưởng khoa của một bệnh viện chỉnh hình và đây được xem là nghề vô cùng cao quý cũng như có mức thu nhập hấp dẫn tại Nhật Bản. Hội tụ nhiều điểm mà các cô gái mơ ước, khó tránh mà đến một người nổi tiếng mặt dày như Haechun cũng không thoát khỏi sức hút của Momo. Cặp đôi mở bát cho K-pop 2020 quả thật là vô cùng xứng đôi vừa lứa phải không nào? Cảm ơn bạn đã lắng nghe và đừng quên chúng mình là Top Sao Hàn. Hãy like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày.